Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa địa giới, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Này các thiên tử, vì lìa địa giới, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới, nên lìa pháp không nội, cho đến pháp không, không tánh tự tánh.